Bác ơi, thế thì bác Bá là tên là gì bá nhỉ? Vâng, tên bác Bá ạ. Tên bác Nam mà. Bác Nam. Vâng, đây là gia đình nhà bác Nam. Bác đọc luôn cho cái địa chỉ ở đây đó nhỉ? Điện. Khu gì bác? Khu Yên Lâm 2. Yên Lâm 2. Phường Đức Chính. Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Vâng, thì hiện tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám vừa bàn giao cho gia đình nhà bác Nam tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, một món sản phẩm nội thất phòng khách đây thì bao gồm một chiếc bồn bộ trường kỷ và một chiếc sập ngồi kích thước là 1m6 x 2m. Thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với gia đình nhà bác Nam. Hiện tại đang là 11 giờ trưa của ngày đây là ngày 20 ngày 30 tháng 12 quý vị nhé, 30 tháng 12. Và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám này đang có mặt tại gia đình nhà bác đây. Chúng tôi đi từ rất sớm và gia đình nhà bác thì cách xưởng là gần 200 km, và xưởng có địa chỉ tại Phú Thọ. Hôm nay thì về bàn giao gia đình nhà bác Nam. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh chiếc sập ngồi đây. Chiếc sập này có kích thước là 1m6 x 2m, dạ dày 10 phân, chân 24. Rồi, đây là hình ảnh bác Nam quý vị nhé. Đây là không gian phòng khách, cũng như là bên này một chiếc một bộ trường kỷ chung ba vách tay độc xoắn ốc, vách là đục tứ quý. Ok mọi người, hôm nay thì bác chắc là cũng xem trên mạng mới biết xưởng bác nhỉ. Đây à, xem bên vâng. Đấy là của nhà nó. Vâng vâng. Đấy là xong. Cái này chưa đánh thì kiểu chưa, cái này nguyên mộc á. Cái này không mộc. Hôm qua. Đấy thì cháu bác cho cháu xin ý kiến luôn nhé. Về cái sản phẩm này bọn cháu bàn giao thì xem về cái mẫu mã này đã giống như bác đặt chưa? Mẫu mã là theo như đặt là đúng. Vâng vâng. Mẫu này nói chung là chúng ta bác gửi xem cho là. Vâng, thì bác hài lòng với cái sản phẩm này chứ ạ? Vâng vâng, thì cháu xin cảm ơn bác nhé. Nhưng mà vẫn thiếu đồ gì? À, thế thì chắc là bảo ông, chắc là cháu không biết đâu. Vâng vâng. Bác thôi Quỳnh. Quỳnh á. Thì chắc là để sau. Sau hay là nào đấy thì là vâng. Ok bác.